Cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem mà cảm thấy thích muốn mua đôi mẹ con này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em nghe anh chị nha. Mẹ thì phải gọi là cực kỳ mát sữa, mẹ đang giữ con lứa thứ hai, con đực 3B. Đực 3B này được 2 tháng anh chị. Đực 3B rất đẹp. Nói về ngoại hình của con đực 3B này, anh chị mua về nuôi sau này anh chị để giống cũng được luôn nè. Bò đực 3B đẹp cực kỳ. Bộ béo cũng được ha. Mẹ thì mẹ bô, con đực 3B. Nói về chiều cao của mẹ này khoảng 1m3 bò. Tại sao khu nghe anh chị? Bầu sữa hết, biết cái bầu sữa không? Rất là mát sữa. Mua bò mình nuôi bò nền thì thứ nhất là mình nên chọn những cái dòng bò mát sữa và để sai con. Thì con này thì anh chị nhìn anh chị biết nè, lỗ tai nhỏ, bò vàng, bò bô thì anh chị biết đẻ cực kỳ sai con. Đẻ con đẹp cực kỳ không? Ở đây thì ngày hôm nay xin báo giá công khai trực tiếp cho anh chị luôn. Bộ mẹ con này giá 28 triệu. 28 triệu con đực 3B được 2 tháng anh chị nha. Rất đẹp. Anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 0383 777 696. Mẹ này có bông ức nha anh chị. Đó. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện. Không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và bò khi mà giao đến cho anh chị sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, đi kiểm tra về ngoại hình cũng như là tình trạng sức khỏe, tình trạng chân móng đi đứng ha. Bò là nói về trục trặc sinh sản thì ở đây cũng bao lãnh cho anh chị luôn. Thì trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về nó có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì chủ nhà xin nhận lại hoàn tiền cho anh chị. Bò đẻ con rất là đẹp, rất là mát sữa. Anh chị coi cái bầu sữa của nó nè, hết biết cái bầu vú không, vú đen thui luôn. Cái bò mát sữa dữ, ham con ghê. Mẹ đang giữ con lứa hai anh chị. Chân móng đi đứng hoàn thiện nha, đảm bảo nghiêm chỉnh, quá đẹp. Bộ mẹ con mát sữa cực kỳ. Em đang có mặt tại xã Mỹ Chánh của huyện Ba Tri và đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho chủ bò. Bộ mẹ con này phải gọi rất là mát sữa, rất là đẹp. Rồi thì anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ dùm em nha. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh, giao đến được quyền kiểm tra trước thanh toán. Và giá của đôi bò mẹ con này chốt cho anh chị giá là 28 triệu anh chị nha. Con đực 3B. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em có đến đây để mà ghi hình cũng như là báo giá dùm cho chủ bò mấy con bò. Thì trước mắt của chú anh chị và các bạn là hai mẹ con. Thì bên đây là mẹ con Pháp đực, đực kem Pháp được 2 tháng rưỡi. Và bên đây là con mẹ bô, con cái vàng. Mẹ bô xin, con cũng là bô lai xin. Ở đây thì con bò con này thì nó cái máu của con bò cha ghê không? Anh chị thấy con bò rất là lực, chân móng đi đứng hoàn thiện anh chị. Bộ mẹ con này thì mẹ xanh lứa đầu luôn nha anh chị nha. Mẹ con mẹ xanh lứa đầu, phối lại được 2 tháng mấy rồi. Nhìn mẹ cũng rất là láng, rất là bóng luôn ha. Thì khả năng của mẹ mang thai cũng khá cao. Con này thì được gần 7 tháng. Con là được gần 7 tháng anh chị. Bò đẻ con tốt, mát sữa thì ghê không? Nè. Anh chị thấy con bò mẹ con không? Bò mẹ đẻ con rất là tốt luôn. Rất là mát sữa, rúng yếm nè. Nếu như mà anh chị muốn mua con bò con không thì chủ nhà cũng bán luôn anh chị nha. Một con bò con không thì có giá là 16 triệu 500. Đây, nếu mà anh chị muốn mua một con bê con này không á thì sẽ có giá là 16 triệu 500. Bò rất đẹp, rất mẫu kiểu, chân móng đi đứng thì hoàn thiện anh chị. Còn mẹ thì tách ra thì mẹ có giá là 18 triệu 500 nha anh chị. Tách mẹ ra thì mẹ 18 triệu 500. Mà con mẹ phối rồi anh chị nhìn thấy vàng lông da nè, rất là bóng mượt luôn anh chị thấy không. Khả năng mang thai thì em nghĩ là cũng khá cao. Anh chị thấy mẹ bóng mượt không? Đây. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Nếu mà anh chị mua một bộ mẹ con này luôn thì có giá là 34 triệu. Ha, một bộ mẹ con thì có giá là 34 triệu. Còn tách ra thì cái này 18 rưỡi, còn con này 16 năm. Còn bộ mẹ con đực bên đây, nói chuyện mẹ con đực này thì khi mà giao đến thì anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Mẹ rất mát sữa anh chị coi bầu vú à. Đó. Và bộ mẹ con này xin báo giá trực tiếp công khai cho anh chị. Mẹ đẻ lứa, mẹ xanh lứa đầu, con được Pháp kem được 2 tháng rưỡi. Và bộ mẹ con này thì rất là bự con, cao to. Bộ mẹ con này đang báo giá trực tiếp công khai cho anh chị giá là 29 triệu. 29 triệu. Đây, bộ mẹ con mẹ bự tàn lắm nha. Em đứng một khoảng cách xa lắm anh chị thấy không?
một khoảng cách khá là xa để cho anh chị xem, để cho khi mà anh chị mua mình khỏi sợ bị lầm. Ở đây thì em đang có chuyến xe ghép bò về các tỉnh như là ở đâu ta, ở Thoại Sơn của An Giang này ha, một chủ ở Thoại Sơn của An Giang, một chủ ở dưới Sóc Trăng, Trần Đề của Sóc Trăng, rồi một chủ ở EK của Đắk Lắk, Gia Nghĩa của Đắk Nông đó, và Bình Thuận anh chị nha, ở La Di của Bình Thuận đó. Đó là những cái chỗ mà em đang có chuẩn bị có chuyến xe để giao bò về những cái chỗ đó. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ giùm em nha anh chị. Ở đây thì bộ mẹ con này xin chốt giá lại, mẹ con đực này có giá là 29 triệu, mẹ con cái có giá là 34 30, cái gì đâu 34, mua một bộ mẹ con là 34, còn mà tách ra thì con 16 rưỡi, còn mẹ là 18 rưỡi nha anh chị nha. Đó, anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ 0383 777 696 là số điện thoại của em đây anh chị. Bò thì nói chung là anh chị thấy nè, đẻ con rất là tốt anh chị nha. Thì mình muốn mua cái con bò nền đẻ con tốt thì bắt buộc thì cái giá nó phải cao. Anh chị coi nè, bò ở đây nè, không có ốm, không có trặc lỗi gì hết, giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Mà những cái con bò này nè anh chị, bảo hành cho anh chị vấn đề trục trặc sinh sản trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về. Như con hai con mẹ này nè, bao cho anh chị có hiện tượng lòi lú hí tử cung, chủ nhà nhận lại hoàn tiền anh chị đầy đủ anh chị nha. Có nghĩa là khi mà con bò mẹ này anh chị nuôi trong vòng 90 ngày nó có bị hư tử cung là chủ nhà nhận lại hoàn tiền cho anh chị ha. Ở đây buôn bán có tâm, ở đây buôn bán là để lại uy tín, chứ không phải là bán mà bán luôn cái uy tín, bán luôn cái danh dự, anh chị yên tâm ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.